Lan xin chào cô chú anh chị em và các bạn đang xem kênh Lan Thái Miền Tây. Hôm nay Lan chia sẻ cách làm sao chiên được cái cánh gà ra màu đẹp lại giòn chín, vừa ăn rất là ngon luôn. Nếu như cô chú anh chị em và các bạn nào có thấy thích thì hãy vào bếp cùng làm chung Lan cái món cánh gà chiên. Lan mời các bạn xem qua những cái thành phần nguyên liệu để ướp vào trong cái cánh gà. Rất là đơn giản, dễ tìm lắm. Hôm nay Lan có 2 kg cánh gà, đem đi rửa qua nước muối để cho nó ráo rồi. Và Lan cũng dùng nĩa đã xơm qua những cái cánh này cho nó dễ thấm cái gia vị hơn. Bây giờ Lan sẽ ướp vào đây. Trọng lượng là 2 kg cánh gà, nửa muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê đường. Bạn nào không thích đường thì mình sử dụng bột ngọt nha. 2 muỗng cà phê hạt nêm gà. 2 muỗng Lan bào ra, Lan lấy nửa muỗng cà phê. Tỏi Lan cũng bào ra. Lấy cái bằng bào này nè các bạn. Mình bào nhuyễn ra. Lấy 1 muỗng tỏi. Sau đó Lan bỏ thêm 2 muỗng canh bột tỏi. Có cái này rất là quan trọng, thay vì các bạn bỏ nước nhưng mà Lan sẽ bỏ 2 muỗng canh dầu ăn. Bạn nghĩ chiên rồi mà còn bỏ dầu vô nữa làm gì, đúng không? Cái này là bí quyết luôn. Bỏ vào chiên cho cánh gà của mình nó giòn xốp, không có bị đen. Rồi đây là cái 100g bột. Bột gì? Bột chiên tôm Hàn Quốc. Nó như thế này. Để Lan để gần lại. Lấy nó ra nha. Cho cô chú anh chị em và các bạn dễ xem cái hiệu bột chiên Hàn Quốc. Đây nó như thế này. Lan lấy 100g. Nếu như trường hợp không có bột này thì mình thay thế là bột tambora hoặc là bột chiên giòn. Rồi bây giờ Lan sẽ trộn đều nó lên. Không có bỏ nước. Trộn cho nó đều cái gia vị này. Sau đó Lan sẽ đậy lại cho nó ngấm gia vị 2 tiếng đồng hồ. Tiếp theo Lan sẽ còn một loại bột nữa. Mình sẽ áo ở ngoài cái cánh gà. Mình chiên thì nó sẽ giòn mà không bị khét. Thứ nhất không bị khét, thứ hai mình được giòn, thứ ba nữa là cái màu rất là đẹp luôn. Mình chỉ ướp như vậy thôi, còn nếu như bạn nào mà bỏ thêm ớt hay là tương hay là hàu dầu gì đó là một hồi cái cánh gà mình nó ra nó đen thui luôn. Rồi nha, Lan để đây 2 tiếng sau Lan trở lại. Sau 2 giờ đồng hồ Lan trở lại thì đây, bây giờ Lan chuẩn bị chiên. Đây là cái keo bột khoai tây. Là sẽ múc vào trong cái hộp này để áo cái cánh gà. Bỏ vào từ từ, trước tiên mình bỏ 4 muỗng canh bột khoai tây. Sau đó cho cái phần cánh gà đã ướp vào đây. Năm cánh luôn, mỗi lần chiên vậy mình chiên được 5-6 cánh thì mình sắp bột lên, đậy lại, sắp nó lên. Rồi qua bên cái chảo dầu để chiên. Bắt cái nồi dầu lên, Lan bỏ vào khoảng phân nửa. Lan bỏ chiếc đũa vô, coi dầu nó có nóng chưa. Nó sôi lên tim là được rồi. Thì trước khi chiên, đây là một cái mẹo nhỏ làm cho cái gà của mình nó không có bị khét. Lan sẽ bỏ vô 1, 2, 3 miếng củ cải đỏ. Sau đó Lan sẽ bỏ cái cánh gà vào. Cho nó chìm xuống dưới luôn, mình bỏ từ từ thôi.
thôi nó trào dầu ra ngoài à. Mà dầu lúc nào cũng phải ngập cái cánh gà. Này Lăng bỏ dầu hơi nhiều đó, bạn bỏ ít lại nha. Bỏ vô cho nó chìm cái cánh gà luôn. Sau đó đừng đụng đậy gì hết, đợi khi nào cánh gà nó nổi lên thì nó sẽ chín. Đây cũng là một cái bí quyết mà cho biết cái cánh gà của mình chiên nó chín, không cần phải luộc cánh gà trước. Chiên một hồi thì Lăng lại vớt ra nè, nó vàng đều như thế này thì mình sẽ vớt ra được rồi nè các bạn. Sau đó cái miếng cà rốt á, nó đã đen rồi mình vớt ra luôn, nhưng mình không có bỏ lại thêm nữa, chỉ một lần thôi. Lăng vớt ra, sau đó Lăng sẽ bỏ vào thêm chiên nữa. Mình để cho dầu nó sôi lên trở lại chút xíu. Khi nghe cái tiếng vẫn còn nổ lóc bóc á, thì dầu nó vẫn còn có nước, cho nên mình đợi khoảng vài giây rồi mình bỏ vào luôn nha. Cánh gà thì Lăng cũng đã chiên xong, màu sắc rất là đẹp. Món này thì mình ăn kèm với dưa kim chi nè, hoặc là ăn với muối tiêu chanh đều được, đều ngon hết. Chua chua, ngọt ngọt, mặn mặn, giòn giòn, thơm. Để Lan mở ra phía bên trong nó coi nó chín nha. Chiên mà không chín là không có được, đúng không nè. Đây, cái da nó giòn nè, bẻ nè, giòn giống như là tép mỡ vậy. Lan ăn thử luôn nè. Giòn phía cái bột này nè. Mình lăn qua bột khoai tây á, chiên thì nó màu trắng mà, đâu có gia vị gì ở ngoài đâu. Thì chiên đến khi mà nó vàng là nó đã chín rồi. Lăn mở ra nè. Đây, mở ra bên trong nó như thế này. Xé thịt ra luôn nha. Như vậy là nó đã chín rồi, chín vô tới xương luôn. Mình gỡ ra được thì nó sẽ là cái cánh gà nó đã chín. Rất là ngon luôn. Cô chú anh chị em và các bạn có thấy thích mà thấy dễ làm thì làm món này cho gia đình mình ăn. Lan cảm ơn cô chú anh chị em và các bạn theo dõi những video của Lan rất nhiều. Nay Lan xin tạm biệt, hẹn gặp lại những video mới tiếp theo.